sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị là niềm vui. Tiếp tục được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta hãy cùng trở vào bên trong cư gia hội nhà cái chúng tôi để cùng an toàn tại những bảng tiệc nước tiệc trà. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi sáng ngày cùng ổn định tổ chức và lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhất. Xin được tiếp nhận những ý kiến của gia đình họ nhà trai, đưa cháu Quỳnh về họ nhà trai để làm lễ tân hôn cho cháu. Xin cảm ơn. Chúng ta xin cảm ơn ông rất nhiều. Và ngay lúc này thì ban tổ chức chúng tôi rất mong muốn rằng một số vấn đề của hai ông được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, và ngay lúc này thì xin được trân trọng đến kính mời chú rể Quỳnh Trang sẽ cùng theo chân hai bác trưởng đoàn để lên nhà đón cô dâu và thắp hương kính báo gia tiên tổ đường. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời cho đại gia đình ông Long bà Huyền xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. I could stay like this forever following you. Just don't get too far and I'll be right where you are. Xin mời các bạn hãy dành một ngày cúi chào để so mắt và cảm ơn đến toàn thể quý vị. Xin mời. Mến và đang hiện diện trên sân khấu ngay lúc này là sự hiện diện của cặp đôi Tân Lang và Tân Gia Nhân, cô dâu Diễm Quỳnh và chú rể Minh Giang, hai gương mặt đẹp nhất dạng người nhất năm 2022. Và ngay lúc này thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ dành một cái cúi chào để ra mắt và cảm ơn tới toàn thể quý vị ngày hôm nay đã đến đây và chung vui với ngày cưới của hai bạn. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, ngày trọng đại đối với Diễm Quỳnh và Minh Giang. Bên cạnh đó, những người thân, những người thương trong đại gia đình cũng có những món quà được gửi tặng tới hai bạn nhân ngày hạnh phúc. Và món quà đầu tiên, ban tổ chức chúng tôi trân trọng được kính mời món quà đến từ hai bác Long Huyền là song thân phụ mẫu thân sinh ra cô dâu Diễm Quỳnh. Xin được trân trọng được kính mời hai bác hãy cùng trở lên trung tâm sân khấu để dành những món quà yêu thương, ý nghĩa và quý giá của mình dành tặng cho hai con. Chúc cho hai con sẽ trăm năm hạnh phúc. Trân trọng được kính mời.
ngày sau đây. Trân trọng được cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, và món quà tiếp theo ban tổ chức trân trọng được kính mời món quà đến từ ông bà nội của cô dâu sẽ cùng trở lên trung tâm sân khấu để có món quà yêu thương dành tặng cho hai con. Trân trọng được kính mời tiếp theo đến từ bà ngoại ạ. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời. Đoàn đại diện gia đình họ nhà gái, bác sẽ có đôi lời đáp từ và cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời. Thay mặt gia đình nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn đoàn, chúc đoàn thượng lộ bình an về nhà trai, tổ chức lễ tân hôn cho hai cháu. Xin cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, vậy là chương trình đại lễ vô quy, chúc mừng hạnh phúc cô dâu Diễm Quỳnh sánh duyên cùng chú rể Minh Giang đã được diễn ra hết sức long trọng và thành công tốt đẹp. Một lần nữa thì ban tổ chức của chúng tôi ngày hôm nay xin được thay lời cho đại gia đình ông bà Long Huyền và đỡ lời cho cô dâu xinh đẹp Diễm Quỳnh xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị ngày hôm nay đã đến đây và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Thưa quý vị thân mến, và xin được thay lời cho đại gia đình kính chúc toàn thể quý vị sẽ có một ngày thật vui vẻ hạnh phúc. Chúc quý vị sẽ có một năm thật vui vẻ ý nghĩa và an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn quý vị rất nhiều.